Xin cảm ơn sự đón xem của quý vị trong phần 2 của chương trình Việt Nam Divido. Kính thưa quý vị, Thanh tra Nhà nước đang tiếp tục kiểm toán các tập đoàn và tổng công ty nhà nước. Mòi ra nhiều đơn vị thua lỗ, đặc biệt có nơi lên tới 48 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó, 16 dự án nhà máy xi măng được nhà nước bảo lãnh 1,8 tỷ Mỹ Kim mà không có khả năng trả nợ. Và sau đây, biên luật gia Đại Dương sẽ tìm hiểu về nguyên nhân làm cho nợ công Việt Nam lên tới 56 tỷ Mỹ Kim bằng 51% GDP. Xin kính chào biên luật gia Đại Dương. Chào cô Hoàng Lý, kính chào quý vị. Thưa ông, khi nói cái phần nợ thì ông có thể phát thảo cái phần nợ công và cũng như nợ nước ngoài của Việt Nam trong năm 2011? Thực sự vấn đề nợ công của Việt Nam nó lên đến từ 50 tới 59 tỷ Mỹ Kim bằng 51% GDP. Thì như vậy chúng ta thấy rằng mỗi người Việt Nam phải nợ đi là 634 Mỹ Kim. Như thế thì cái vấn đề nợ ở Việt Nam, người ta tính không có tính một cái nợ gọi là quỹ hưu bổng. Thường thường bây giờ là kể cả những cái nước giàu như là Tân Gia Ba, như là các cái như là Mỹ, như là Pháp, như là Anh, họ đều tính cái số tiền hưu bổng vào trong cái nợ, mà Việt Nam không làm cho nên thuộc. Cho nên tại sao là các cái nước như là Anh như gì đó họ lên tới đi là cái nợ công của họ lên tới 78% GDP nhưng mà không ai đá động, nhưng mà người ta lại lo bên phía Việt Nam cũng như các nước đang phát triển, bởi vì các nước đó họ không tính cái nợ quỹ hưu bổng vào thành món nợ, cho nên họ hạ thấp xuống, cho nên họ có cái nguy cơ. Thí dụ như Hy Lạp chẳng hạn, họ nợ có 115% GDP nhưng mà họ bị phá sản, trong khi nước Nhật nợ 225% GDP mà không phá sản, bởi vì họ tính rất nhiều thứ vào đó. Cho nên đó là một vấn đề mà Việt Nam phải lưu ý. Bây giờ riêng về cái phần mà nợ nước ngoài không đó là đã 44 tỷ rồi. Bởi vì Việt Nam nợ nước ngoài nhiều hơn là nợ người trong nước, trong khi Nhật đứng vững bởi vì họ không có nợ nước ngoài, mà họ lại nợ của dân chúng thôi. Cho nên cái vấn đề họ dễ giải quyết hơn Việt Nam. Vâng, thưa ông, thì cái ảnh hưởng của doanh nghiệp nhà nước đối với nợ công như thế nào thưa ông? Thì chúng ta biết rằng nợ công đa số nó đẻ ra từ cái doanh nghiệp nhà nước. Bởi vì tất cả cái tài sản nằm trong các doanh nghiệp nhà nước. Tôi nói thí dụ chẳng hạn, họ được ưu đãi về cách vay vốn này. Họ muốn vay vốn bao nhiêu cũng được dễ dàng. Rồi tất cả cái gọi là mặt bằng, tức là những cái đất đai rồi cái hãng xưởng đó họ cũng đều có cái đó hết. Và ngay chỗ lao động họ cũng có quyền tuyển chọn, họ cũng quyền trả lương theo cái ý của họ. Ngay như thí dụ như là công nhân của làm các cái hãng ngoại quốc thì họ trả lương còn thấp hơn công nhân kia, mà trong khi họ lỗ thì họ trả gấp, trong khi các công ty ngoại quốc nó lời thì nó vẫn trả ở cái mức lương thấp, mà trong khi họ báo cáo lỗ từng tỷ này qua tỷ kia mà họ vẫn trả lương cao cho công nhân. Đó là cái cách lối mà họ tiêu tiền vô tội vạ. Bây giờ một cái ông đóng tàu, chuyên môn đóng tàu, bảo trong ra lệnh cho ông làm, bây giờ ông khai thác cái ngành đóng tàu thì ông lại đem tiền ông đi buôn, ông đi chơi với cổ phiếu, ông đi đầu tư vô cái nhà, đầu tư vô nhà cửa, địa ốc, rồi ông lại đầu tư vô sân các cái đội bóng đá rồi chẳng hạn, đủ thứ hết. Cho nên những cái lối đầu tư vô tội vạ, bởi vì sao? Bởi vì cái chính quyền đó, cái vấn đề quản trị nó rất lỏng lẻo, không có ai chịu trách nhiệm cả. Bây giờ câu chuyện moi ra thì không biết, không chỉ định được ai là người chịu trách nhiệm. Cho nên mặc sức những người họ muốn làm gì, cho nên cái nợ công càng ngày càng lớn. Chúng ta nhớ rằng sau khi mà họ kiểm toán xong, chúng ta sẽ thấy những con số giật mình. Bởi vì cái nợ công họ giấu từ lâu nay, họ nói lời, lỗ họ nói lời, bây giờ càng ngày càng lộ ra. Thí dụ như cái ngân hàng nông nghiệp của Việt Nam bây giờ bị bắt trả thêm đi là gần 600 tỷ đồng vì thuế nữa, thì chúng ta thấy đó là một cái thí dụ rất rõ ràng. Vâng, thưa ông, thì ông đã thưa như vậy cũng như là chúng tôi đã thưa ở trên, thì có phải vì thế mà các dự án nhà máy xi măng được nhà nước bảo đảm vay nước ngoài 1,7 tỷ Mỹ Kim dù không có khả năng trả nợ thưa ông? Đấy, đúng như vậy, đó là cái nói thí dụ trên cái lĩnh vực mà 16 cái dự án này đây, thì chúng ta thấy nó cũng ai cũng thấy hiểu, và trước khi đang những người chống nhưng mà chính quyền cứ làm bởi vì họ sẵn tiền trong tay, họ có quyền, là họ mua những cái nhà máy cũ của Trung Quốc thải ra, họ đem về vì rẻ,
mà cuối cùng họ gánh một cái gánh nặng rất là lớn. Chưa có nói đến vấn đề ô nhiễm môi trường, Trung Quốc sợ ô nhiễm môi trường thảy đi thì họ lại ôm cái đó về. Họ ôm thì về máy cũ chạy sau là hư, hư lại đi sửa, sửa lại, lại hư. Cứ như thế và từ tốn kém đó, cái phí tổn nó dồn đổ vào. Thứ hai nữa là họ luôn luôn báo cáo lời. Bởi sao anh báo cáo lỗ là anh mất chức, cho nên phải bằng mọi cách chế tạo con số như thế nào để cho ra cái lời. Lúc nào tôi cũng lời, tôi không cần biết, những giấy tờ tôi lời là được rồi. Rồi tôi được thăng chức, rồi tôi được ra thi đua, rồi tôi được đủ thứ hết. Thì cho nên họ cứ tiếp tục họ làm. Và kế tiếp là họ tuồn cho các công ty vệ tinh. Nghĩa là một cái công ty như vậy họ đẻ ra, tôi nhớ rằng một cái tập đoàn như vậy họ có cả mấy ngàn cái công ty nhỏ. Không biết ai, nghĩa là không thể tổng kết được là cái công ty làm cái trò gì. Nhưng mà đó là cái thủ thuật mà cán bộ họ làm. Để chi? Để những cái công ty họ tuồn tiền của công vào trong đó. Thì lỗ thì đại công ty chịu, nhưng mà lời là các cái công ty gia đình, các cái công ty vệ tinh gia đình này hưởng hết. Đó, cho nên cái món nợ công cứ càng ngày càng đẻ ra. Lời thì vô túi cán bộ, mà lỗ thì nhà nước chịu. Vâng, thì khi nói những cái phần nợ thì chính phủ đã ban hành hai cái nghị quyết 11 trên NQCP và 83 NQCP nhằm cắt giảm chi tiêu công, mà trong 2 tháng đã gặp phản ứng gì thưa ông? Thứ nhất là Trung ương họ có vẻ tuân hành, bởi vì anh Trung ương thì mấy anh Trung ương anh sợ gần mặt trời, anh sợ bị đẩy đi. Nhưng mà các anh địa phương thì khác, anh xa mặt trời, cho nên anh khó mà bóc một anh địa phương đi. Thí dụ khó mà cách chức một anh tỉnh trưởng đi chẳng hạn. Nhưng mà rất dễ dàng khi mà anh bộ trưởng hay là anh thứ trưởng thì có thể cách chức ngay. Cho nên họ ráng tuân hành. Và chúng ta đều biết rằng đối với Cộng sản là gọi là phong trào. Nghĩa là cái gì mà có phong trào, hết phong trào là xẹp là thôi, không còn nữa. Cũng như bây giờ nói là giáo dục 2.0, đã một thời gian cái bây giờ nó trở lại như cũ là không phải 2.0 nữa, mà cũng không cái gì không, nghĩa là bây giờ nó lại trở lại như cũ. Cho nên họ biết rõ ràng rằng cái cách thức làm việc là bây giờ cứ né đi, rồi đến một lúc nào đó hết phong trào rồi là chúng ta làm trở lại. Cho nên địa phương họ cố lách luật, nghĩa là bây giờ nói ô cái này bây giờ chúng tôi cần lắm, tỉnh tôi cần lắm, bây giờ phải cho tôi làm mới được. Rồi cái nữa anh bảo ô không có, cái này lẽ ra tôi dẹp rồi, nhưng mà lỡ ra ngân hàng nó đã cho tiền rồi thì tôi để tiếp tục làm cái đó, cái trò đó. Rồi 2-3 tháng sau cái phong trào qua lại họ lại đâu vào đó cả. Vâng, thưa ông, thì ông cũng có nói ở trên về những cái phần nợ. Thì cái nợ công, cái phần nợ của Việt Nam ở cái mức báo động có thể dẫn tới nguy cơ vỡ nợ như Hy Lạp không thưa ông? Thì cái đó có thể, bởi vì giống như Hy Lạp, nghĩa là họ chỉ báo cáo láo thôi. Cho nên những con số mà thống kê không có được minh bạch, nó dẫn tới cái sự hiểu lầm và cái vạch định chính sách kinh tế nó sai. Cho nên luôn luôn bị bại, có thể vỡ nợ bất cứ lúc nào. Cái thứ hai là các cái nhà đầu tư ngoại quốc họ sẽ mất tin tưởng. Họ mất tin tưởng thì họ rút. Thí dụ bây giờ nhà Nhật là người đầu tư nhiều nhất với hơn 9 tỷ. Việt Nam đã vay Nhật hơn 9 tỷ. Rồi kế tiếp Pháp nữa ít hơn và Trung Quốc đâu mà mấy trăm triệu. Nhưng mà về các cái định chế quốc tế như là các ngân hàng, như thí dụ ngân hàng Á Châu, ngân hàng phát triển Á Châu, Việt Nam vay tới gần 7 tỷ Mỹ Kim. Thì chúng ta thấy rằng những cái món nợ, những cái số tiền đó, nếu mà các nhà đầu tư họ bắt đầu nghi ngờ là Việt Nam đang có thể nguy cơ sụp, họ rút. Thí dụ như họ có thể nói 20 năm họ sẽ kiếm được 1 tỷ, nhưng mà họ rút tức thì 100 triệu thì họ cũng sẵn sàng họ rút. Thì như vậy Việt Nam sẽ rơi vào cái chuyện vỡ nợ một cách dễ dàng. Bây giờ cái nguy cơ kế tiếp đó là gì? Là Trung Quốc sẵn sàng để mà hốt Việt Nam. Mà nếu Việt Nam phá sản thì Trung Quốc nhào vô ôm. Trung Quốc bỏ tiền vô thì lúc đó Trung Quốc sẽ nắm toàn bộ cái nền kinh tế Việt Nam và điều khiển Việt Nam. Đó là cái mối nguy cơ mà cái sự phá sản của Việt Nam sẽ dẫn tới cái điều đó. Đó thưa cô, đây là những cái kịch bản xấu nhất. Nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ đến điều đó, bởi vì Trung Quốc thì lúc nào cũng sẵn sàng để nắm Việt Nam, và bằng kinh tế, bằng quân sự, bằng mọi thứ. Thì kinh tế là cái chuyện dễ nhất hiện nay, bởi Trung Quốc biết Việt Nam là một nước đang rơi vào cái tình cảnh rất khó khăn về kinh tế. Thì Trung Quốc chỉ chờ đó thôi, Trung Quốc ở ngoài cửa, Trung Quốc chờ hay Việt Nam sụp một cái là Trung Quốc nhảy vô hút hết. Vâng, xin cảm ơn bình luận gia Đại Dương.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là những phân tích và nhận định của bình luận gia Đại Dương cũng đã kết thúc chương trình Việt Nam đi về đâu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi xin kính chào.